Kính thưa quý vị, thông tin từ thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, tính từ 18 giờ ngày 19 tháng 8 đến 18 giờ ngày 20 tháng 8, Tây Ninh ghi nhận thêm 67 ca dương tính với SARS-CoV-2 đang điều tra dịch tễ. Cụ thể, test dương sàng lọc 19 ca, F1 truy vết 1 ca, cách ly tập trung 33 ca, trong khu phong tỏa 14 ca, trong đó địa chuyển ngoài tỉnh 0 ca, huyện Tân Biên 1 ca giảm 9 ca tại Tân Bình, huyện Tân Châu 6 ca giảm 2 ca tại Suối Dây. Quyện Dương Minh Châu 14 ca, tăng 9 ca, trong đó Bào Năng 1 ca, xã Phan 13 ca. Thành phố Tây Ninh 37 ca, tăng 37 ca, trong đó Hiệp Ninh 4 ca, Ninh Sơn 1 ca, Ninh Thạnh 5 ca, phường 1 2 ca, phường 3 5 ca, phường 4 2 ca, Thành Tân 18 ca. Thị xã Hòa Thành 3 ca, giảm 6 ca tại Long Thành Trung. Quyện Châu Thành không ghi nhận ca mắc mới. Quyền Bến Cầu và Quyền Cò Dầu cũng không ghi nhận ca mắc mới. Thì xã Trắng Bàn 6 ca giảm 16 ca, trong đó An Hòa 1 ca, An Tịnh 2 ca, Gia Lộc 1 ca, Phước Bình 2 ca. Về tình hình cách ly y tế, cách ly tập trung 2.181 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú 5.240 người. Tính từ đầu dịch đến thời điểm hiện tại, tổng số ca mắc COVID-19, 4.628 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị 2.167 người. Số bệnh nhân đã điều trị khỏi xuất diện trong ngày 138 người. Tính đến nay đã có 2.391 người được điều trị khỏi. Số ca tử vong đến ngày 20 tháng 8 là 70 ca, trong đó ngày 20 tháng 8 là 1 ca. Về tình hình tiêm vaccine, tính đến hết ngày 19 tháng 8, tỉnh đã tiêm được 194.365 trên 203.470 liều nhận, đạt tỷ lệ 95,5% từ phân bổ của Bộ Y tế công suất tiêm bình quân từ 32.000 liều một ngày. Tính đến ngày 20 tháng 8, tỉnh đã thiết lập 472 dùng phong tỏa, trong đó đang phong tỏa 195 dùng, 277 dùng đã trả tỏa. Về tình hình xử phạt vi phạm chỉ thị 16, trong ngày, lực lượng công an các cấp đã tuần tra kiểm soát việc chấp hành giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên địa bàn tỉnh, lập biên bản vi phạm 339 trường hợp. Từ khi thực hiện chỉ thị 16, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 6.635 trường hợp tình hình thực hiện chính sách theo nghị quyết số 68. Trong ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ cho 609 người với số tiền hơn 915 triệu đồng. Số chi hỗ trợ trong ngày 908 người với số tiền hơn 1 tỷ 363 triệu đồng. Tính đến ngày 20 tháng 8, 16.414 người với số tiền hơn 25 tỷ đồng.